Đắc được thân hư không, không bờ mé, vì phước đức tạng vô tận như hư không, đắc được thân pháp tánh bình đẳng biện tài vô tận không dứt, vì biết tất cả pháp tướng chỉ là một tướng, không tánh làm tánh như hư không, đắc được thân âm thanh vô lượng vô ngại, vì không gì chứa ngại như hư không, đắc được thân đầy đủ tất cả thiện xảo thanh tịnh bồ tát hạnh, vì ở tất cả mọi nơi đều không chứa ngại như hư không, đắc được thân tất cả biển phật pháp thứ lớp liên tục vì không thể đoạn tuyệt như hư không đắc được thân trong tất cả cõi phật hiện vô lượng cõi phật vì lìa các tham chấp như hư không vô biên đắc được thân thị hiện tất cả pháp tự tại không nghỉ ngơi vì biển cả không bò mé như hư không đắc được thân kiên cố thế lực tất cả không thể hoại vì như hư không giữ gìn tất cả thế gian đắc được thân các căn sáng lợi như kim cang kiên cố không thể hoại vì như hư không tất cả kiếp lửa không thể thiêu đốt đắc được thân sức lực giữ gìn tất cả thế gian vì sức trí huệ như hư không phật tử đó là mười thứ nhẫn của đại bồ tát bấy giờ đại bồ tát phổ hiền vì muốn thuật lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng